Như vậy chúng ta sẽ kiểm tra cái layout của một cái trang web thì chúng ta sẽ bố cục như thế nào. Được chưa? Như vậy cái đây là gọi là bố cục của một layout. Thì chúng ta có phần header, phần menu, phần active và phần aside. Cái mà aside này thì các bạn có thể để bên trái hoặc để bên phải giống như là cái banner quảng cáo. Được chưa? Còn cái thằng article này thì các bạn có thể là để cái vùng này là cái vùng thông tin. Thì tùy theo cấu trúc của trang web mà chúng ta sẽ có các cái khối khác nhau. Như vậy ở trong này các bạn có thể ví dụ như là mình vô một cái trang web đi, trang web rất là quen thuộc. Như vậy mình thấy cái layout của người ta đây, phía trên này nó là một cái banner, nó một cái header đúng không? Rồi phía dưới này là cái menu, được chưa? Rồi phía dưới này là cái article để mà truyền cái thông tin. Và trước đây thì người ta có cái quảng cáo ở bên này, nhưng mà bây giờ thì người ta cắt. Đó, thì người ta để đây, chia cái khu của dữ liệu của mình ra. Ví dụ mình vô cái trang nữa là tuổi trẻ đi, tuổi trẻ.vn đi ha. Tuổi trẻ.vn. Rồi, đây người ta chia ra làm hai phần nè. Một phần bên này là thông tin nè, một phần bên này là menu nè. Menu ở các đề mục phía trên này là có cái banner quảng cáo nè, hit. Dưới này là có cái menu nè, NAV, được chưa? Đó là cấu trúc chung của một trang web. Vậy bây giờ mình sẽ layout cái trang web này như thế nào, đúng không? Mình layout cái trang web này như thế nào? Thì trong bài của mình chúng ta sẽ phân ra nhiều cái vùng khác nhau. Mình sẽ có định nghĩa từng khối một, được không? Thì cái mà hồi nãy mình định nghĩa là một cái khối box là mình đã làm ở phần trước, đúng chưa nào? Thì cái này thầy không nhắc lại. Nó chỉ có lưu ý một số cái, ví dụ như là bạn xài cái plugin thì nó sẽ so sánh so với những cái đối tượng lân cận. Còn nếu như mà bạn xài pending thì nó sẽ so sánh với các cái con của nó. Pending là con, making là những cái ở bên ngoài, pending là bên trong. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có một số cái lưu ý ha. With, hide, pending, border, making, background color. Tức là ở chỗ này chúng ta thiết lập một cái màu nền. Và nó có một cái nữa là background image, là mình không có dùng cái màu để tô tô nền mà mình dùng cái ảnh để tô nền. Rồi border gradient là mình chọn cái border có bảy góc. Box shadow là mình đã làm những cái này, mình đã làm hết rồi, bây giờ mình chỉ còn thiếu cái thằng này thôi, đúng không? Rồi, mình sẽ sử dụng một số cái thuộc tính và mình sẽ làm thử ở đây. Ví dụ như chỗ này cái image của mình là có độ rộng nè, rồi có thuộc vô bên trong nè, so với bên ngoài nè, và background mình để là màu xanh. Đó, như vậy thì ở chỗ này các bạn thấy rằng là cái image của mình nó đã thay đổi ha, nó đã thay đổi từ một bức ảnh và nó đưa khung, đưa nền vô, những cái thuộc tính mình đã xài rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ thay đổi một cái thuộc tính nữa, ví dụ như là box nó có 200, 150, pending là đẩy vô 20, making là so với bên ngoài, border kẻ biên, gradient là bo góc, shadow là đổ bóng, được chưa? Rồi background image thì bạn sẽ đặt vô một cái ảnh để cho nó chỉ cái đường dẫn đến và nó lấy cái ảnh đó nó làm nền. Rồi một cái nữa là màu và cái background size. Cái background size này đó là nó sẽ ảnh hưởng đến cái image bên trong ha. Bây giờ thầy sẽ ví dụ cho các bạn ở chỗ này nha. Đây,
chúng ta sẽ demo cái ví dụ này. Chỗ này thì chúng ta có là bù vĩ 4 pi cái này. Để mình lưu lại cái này là cái gì đây? Cái này là slide 3 của thằng này ha, slide 3 trang 9. Ok. Chỗ này mình đổi thành ngày 4 nó mới đúng. Ngày 4. Rồi mình đóng hết mấy cái này lại. Rồi, ngày 4 ha. Ngày 4. Nó đổi hơi bị lâu ha. Thôi kệ nó đi. Mình sẽ new một cái file là slide 3 trang 9.html. Rồi, HTML 5. Bây giờ mình sẽ có một cái style ở đây. Và mình có định nghĩa vô đây một cái box. Ở dưới này mình sẽ gọi cái box đó ra, đúng không? Rồi, chỗ này chúng ta sẽ có cái box ở đây. Chúng ta sẽ có một cái image. Chúng ta sẽ chuẩn bị hai cái hình đi ha. Đây, một cái hình là avatar hồi nãy của mình. Và mình sẽ chuẩn bị một cái hình nữa làm hình nền đi. Chuẩn bị một cái hình nữa làm hình nền. Chúng ta có code. Rồi, chúng ta sẽ lấy một cái hình để làm hình nền. Rồi, ví dụ như chúng ta sẽ lấy cái hình này để làm hình nền đi ha. Copy. Code. Image, Ctrl V, paste vào. Đây, mình sẽ có cái ảnh này để mình làm nền. Ảnh này là cái hình của mình. Bây giờ mình sẽ có cái thứ nhất là mình làm giống slide là cái image width 50. Đây, mình sẽ khai báo một cái image vào đây. Sụp của mình chấm xịt image xịt chỗ này it clean. Rồi mình sẽ có width của nó mình cho là 50. Mình view trước đi ha, mình chưa có gì hết. Đây, width của nó nè. Nếu chỗ này mình không cho cái width thì các bạn sẽ thấy cái gì ha. Ví dụ như mình bỏ cái width này đi. Đây, bức ảnh đầy đủ của mình đây. Bức ảnh đầy đủ ha. Như vậy thì mình đã có được một bức ảnh đi. Rồi bây giờ mình định nghĩa tiếp cái box thì nó có cái gì. Được chưa? Box của mình nó sẽ có cái gì?
Thứ nhất là cái port này của mình nó có cái width là 200 pixel, có cái height là 150 pixel, nó có một cái pending là so với con, nó đẩy con vô bên trong 20 pixel, margin nó sẽ tách ra so với các đối tượng ở bên ngoài 10 pixel, nó sẽ có border, border ở đây là border dày 5 pixel, solid và màu của nó là red, border radius, border radius của chúng ta cho 10 pixel cho nó bo góc mạnh vào. Một cái nữa là các bạn sẽ có cái background image. Background image thì các bạn sẽ có cái URL. URL ở đây chúng ta sẽ có chấm xuyệt image. Hồi nãy mình bị nhầm tí xíu. Mình bị nhầm tí xíu là mình sẽ lấy cái thằng edge này mình làm nền nè. Còn mình mới dùng cái avatar đó. Cái này là avatar mới làm cái ảnh chính nè. Đó, avatar mới làm ảnh chính ha. Còn cái edge clean này là mình làm nền. Làm nền. Rồi, xong. Mình sẽ có một cái gì nữa. Mình sẽ có cái background colors. Mình chọn là blue. Rồi. Cái background size. Trăm phần trăm. Trăm phần trăm. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái class này, port này. Đây, mình sẽ có một cái div. Cái div này mình sẽ sử dụng cái class là port. Đây. Ở trong này mình đang có một cái khối nè. Cái hình của mình nó đang nằm ở bên ngoài ha. Cái hình của mình là mình đưa cái hình vô. Mình đưa cái hình vô. Cái hình của mình nè. Mình không có cho cái size. Cái size của khối là 200. Mà cái hình mình để nó lớn. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái hình nó nằm vượt ra phía bên ngoài. Mình cho width bằng 50. Xem lại. Đây, cái hình của mình nó nằm chút xíu lột thỏm ở trong này đây. Đây. Cái này là 200, cái hình của mình nó lột thỏm ở bên trong nè, 50 nè. Đó. Ví dụ chỗ này width mình cho là chỗ này cái port này của mình sẽ cho là chấm port lớn hơn img. Chỗ này mình sẽ cho width của nó là 50%. Như vậy chỗ này 200 thì width là 100, thì chỗ này mình sẽ bỏ cái sọt này đi, bỏ cái width này đi. Đó, mình sẽ coi lại. Đây, ha. Tại vì cái hình của mình nó có cái vùng biên đó các bạn. Cái hình của mình nó có cái vùng trắng trắng nữa đó. Đây, vùng trắng trắng này nè. Cho nên là mình thấy là nó 50%, nhưng thực ra nó bị chèn hai cái trắng này. Mình sẽ tìm một cái hình khác đi ha. Mình sẽ tìm một cái hình khác. Ví dụ như avatar.
Rồi ví dụ thử cái hình này coi. À nó cũng bị, hình như nó cũng bị sử dụng cái font, cái size của nó, để có gì tí thì cắt. Rồi mình sử dụng cái hình này đi coi ha. Copy, chọn email, dán vô. Rồi đó, rồi ok, mình thử cái email này coi nha. Lưu. Rồi ok, đây mình muốn biết cái vùng của nó đến đâu thì mình có thể lấy chuột phải, mình chọn space và mình kiểm tra cái vùng đó. Email là đúng cái vùng của nó rồi đó, kích thước là 50% so với cha của nó. Đây thấy cái màu xám xám không, cha của nó đó, và nó có kích thước là 50% của cha, được không? Tại vì cái vùng này của mình nó đã bị gì, đây ví dụ như cái vùng này của mình nè, đây các bạn thấy là bending bằng 20, ví dụ như mình chọn bending chỗ này bằng 0 đi, không thấy không, là nó đâu có đẩy con của nó ra đâu. Còn bending của nó bằng 20 cho nên nó đẩy con của nó ra. Còn ví dụ như chỗ này là mekin nè, mekin là so với lại bên ngoài, ví dụ như là mekin mình cho là 0 thì nó không có, ví dụ mình cho là 30 đi, 30 pixel đó, nó đẩy ra ngoài, thấy chưa? Đó như vậy là mình có thể chỗ này mình thay đổi để mình test test cái CSS được luôn, được không? Rồi như vậy là mình đã có được cái bức ảnh của chúng ta so với lại cái box. Như vậy cái này là hình nền, cái này là hình chính thức, được không? Mình có thể dùng bất kỳ một hình ảnh để làm nền, hoặc là mình dùng màu nền để làm nền. Như vậy chỗ này cái ảnh này, giả sử mình chú thích, Ctrl xuyệt nó một cái, nó trở thành chú thích, thì cái bài của mình ở đây nó sẽ khác ha. Đây nó lấy màu xanh nó làm nền, nó lấy màu xanh nó làm nền, được chưa? Chỗ này mình sẽ đổi lại, lấy hình nền là cái này. Rồi một cái nữa, ví dụ mình sẽ cho cái radius này lên 50 đi, chuyện gì xảy ra? Radius mình cho 50, thấy nó bo góc mạnh hơn ha, bo góc mạnh hơn. Như vậy thì cái radius này mình sẽ có rất là nhiều lựa chọn. Ví dụ mình chỉ có bo góc cái radius này của mình là top 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 left radius. Rồi mình sẽ có cái border bottom right radius mình cho 50 pixel. Rồi các bạn nhìn lại xem kết quả, đây chỉ có hai cái góc này bo thôi, còn góc trên không có bo, được không? Đó như vậy thì các bạn thấy rằng là đối với lại cái CSS của mình rất là linh hoạt. Ví dụ width chỗ này mình cho 100 thôi, chuyện gì xảy ra? Đó, width 100, được không? Thì cái bức ảnh background của mình nó đã fit theo theo cái khung 100, trăm ngang trăm dọc, được chưa nào? Như vậy thì đối với bài này chúng ta đã có được xây dựng một cái box. Thêm gì, bạn thêm border top hoặc là bottom right, bạn có thể lựa chọn góc nào thì bạn bo cong cái góc đó thôi, còn những góc khác thì không. Một cái nữa là bạn có thể đặt image làm một cái background chứ không chỉ đơn giản là màu, được chưa? Đó là cái phần mà chúng ta học thêm ở trong cái đoạn video clip này.
cái port này thì chúng ta cũng đã xây dựng lúc nãy rồi, nhưng tại thời điểm này thì chúng ta xây dựng thêm một vài thuộc tính mới. Đó, các bạn sẽ thử xem cái thuộc tính mới này để các bạn làm cho cái port của các bạn đẹp hơn.